quay trở lại với chương trình Ô hay gì thế này. Thưa quý vị, trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay có bốn người con gái. Riêng Harry đã có gia đình, và ba người còn lại là một dấu hỏi lớn. Tại sao đến giờ này vẫn ế? Về Lý Nhã Kỳ thì tôi biết là cô ấy đang trên một con đường kinh doanh và không màng nói chuyện yêu đương. Về Gia Gia Chương Chi thì cô ấy đang đam mê âm nhạc và yoga nên không màng nói chuyện yêu đương. Còn em cũng vậy, tại vì em cũng đang đam mê nghệ thuật, em muốn kinh doanh thêm, rồi em có nhiều định hướng mới trong công việc. Thực ra đó là cái lý do bên ngoài thôi, sâu thẳm bên trong là một lý do vô cùng xúc động. Không thằng nào thèm hết. Nên bây giờ vẫn như vậy. Không, em chọn như vậy đó anh. Anh này nghĩa đã từng nói với anh, nếu như em mà lấy được chồng, anh này nghĩa sẵn sàng làm MC 3 ngày 3 đêm luôn. Thiệt không anh? Free cho em luôn. Thiệt không anh? Yeah. Còn... em sẽ cưới gấp. Cưới gấp hả? Em bảo đảm với anh luôn, trên thế giới này không ai chịu cưới em, nhưng mà có một người chịu cưới em. Ồ, ai vậy? Anh Xuân Nghị. Trời. Đúng không? Sao em biết? Em nhìn vào ánh mắt anh là em thấy được điều đó luôn á. Quý vị ơi, khi nói về tình yêu và chưa lấy chồng thì Lý Nhã Kỳ và Gia Gia Nghi ngồi rất điềm tĩnh. Vì sao? Đó là cái việc họ chưa vội và chưa muốn. Còn mà nãy cẩn lĩnh á, là muốn lắm rồi mà không có. Anh, cái gì ra sao chương trình mình nói với anh công bố vậy? Em ế thiệt rồi sao? Tiếp tục chương trình của chúng ta ngày hôm nay vẫn nói về vấn đề đó. Nữa hả? Nói gì thôi chứ em thấy chương trình cũng quá trời người ế luôn nè. Anh Chí Thiện nè, chị Gia Gia nè, chị Kỳ nè, chị Gia Kỳ. Ê, em không hiểu chị ế, em hiểu chị ế không? Nè, ế là thế bị động. Hiểu chưa? Còn người ta là chưa muốn lập gia đình là thế chủ động. Em cũng chủ động là khi nào muốn là hốt. Còn ế là bị động, khi nào người ta muốn thì người ta mới hốt. Hiểu chưa? Đúng không? Thôi, không bàn tới vấn đề đó nữa. Chúng tôi thực ra là có một gia đình. Bà con của chúng tôi ngày hôm nay sẽ xuất hiện ở đây. Khoan đã, em hỏi anh có cần lấy cái ghế kê chân cho ngồi thoải mái không? Anh thấy chưa? Em nói em gì? Mà để chị Kỳ bây giờ chỉ bên em thôi chưa? Tại nãy giờ em ngồi đây, em thấy anh ngồi có vẻ mệt. Thấy cái chân có vẻ bơi bơi, chơi vơi quá không em? Lý Nhã Kỳ rớt mi luôn. Lý Nhã Kỳ thân mến, tôi với cô không oán thù hận giận gì hết. Chị Kỳ, lần đầu tiên em thấy ông Trường Giang líu lưỡi luôn. À, tôi với cô không thù không oán. Mới thù. Lúc anh giới thiệu em là em thù rồi. Thì ra là vậy. Chính xác. Thôi bây giờ cái mối thù đó ngay tại cái vòng này, tìm kẹo, tìm đồ vật tôi sẽ trả. Còn bây giờ tôi xin giới thiệu gia đình tôi ngay sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Trời ơi, vui quá, cuối cùng nhà này cũng tiễn được một cái vong đi lấy chồng. Trời đất ơi, con gái tôi trời ơi, nó ngoan, nó đẹp muốn chết. Mà nghĩ sao mà nói vậy? Đây nè, con chị nó đẹp cỡ này thì nó đẹp cỡ nào? Nó lấy chồng là chuyện bình thường phải không con? Dạ. Trăm năm duyên kiếp chị em, thấy em xuất giá, con mừng lắm đa. Nó học văn dữ lắm. Nó học văn dữ lắm à. Hay quá. Thôi nói chung là gả được con nó đi là tao vui lắm luôn. Vui, nói chung là nhà mình hôm nay là phải mở tiệc ăn mừng. Ăn mừng liền. Trời đất ơi, đập đất, trời đất ơi. Má ơi, cái tiếng này quen lắm má ơi. Không lẽ là con út gì? Con nè, ông cậu ơi, cho khách giờ tiếp cho. Ủa, thoáng đi rồi lại thoáng về, thoáng đi rồi lại về liền chi vậy em? Dạ, con chào bà ngoại, con chào ông cậu, con chào dì, con chào mẹ em, chào chị em mới về. Về cái gì mà đem quá trời đồ nè. Ủa, mọi người làm cái gì mà bắt ghế ra rồi ngồi hàng ngang vui quá vậy? Ăn mừng đó con. Ủa, ăn mừng gì vậy?
tống thứ được con đi nhà mình mừng ăn mừng. Ôi, tao muốn nhét mày cho tao đẻ lại dễ sợ luôn á. Gì giỡn đó, không có không có. Trời ơi, con á là con gái cưng của nhà này, con đi lấy chồng mọi người buồn lắm, khóc từ hôm qua tới hôm nay đó, buồn lắm luôn con. Ờ con biết á, con đi rồi á cái nhà này buồn lắm. Nên con mới quyết định á là con ở đây luôn, không về bên chồng nữa. Trời ơi, con nói cái gì mà buồn dữ vậy con? Không phải, con nói trời ơi. Ý là con à, không có được như vậy. Người ta nói là xuất gia tộc phu. Đúng rồi. Đi lấy chồng rồi phải về nhà chăm sóc cho chồng chứ con. Nhưng mà buồn lắm. Sao mà con buồn? Tại mẹ nè. Đó, thấy chưa, tại chị nữa. Tự nhiên cái kia người ta lợi cái giả người ta đi à. Có biết là con ở bên chồng á bị người ta ăn hiếp không? Trời ơi. Ai tới số vậy con? Không phải. Ai ăn hiếp con? Em chồng ăn hiếp con. Trời ơi. Là sao? Hôm qua con thấy cô ba vô phòng đứng ngay cái chỗ của con để quà, xong rồi thò tay mặt lắm lét lắm la, rồi vội vã đi ra. Cả đêm con chằn chọc không sao ngủ được, rồi đem quà về đây cho mọi người kiểm tra. Vô tay, trời ơi trời. Đừng mệt thiệt. Bà ngoại lấy lại công bằng cho con đi. Con nghi á là cô ba ở bển á đã đổi một cái món của cô ba vô những cái món quà giá trị mọi người tặng cho con rồi đó. Trời bây ơi, giờ ơi. Mọi người kiểm tra, nếu mà đồ giả một cái, con qua xử đẹp cái nhà đó. Trời ơi, đừng để người ta nghĩ mình hiền mà ăn ơi. Đúng rồi, quỷ, đừng con. Bà ngoại tặng con cái gì? Dạ, đây. Bà ngoại hả? Ngoại nói gì vậy? Ngoại tặng cái gì vậy em? Đây. Cái này là bà ngoại tặng. Quà này là của bà ngoại nha, độc nhất vô nhị nha con. Cái trên đời này chỉ có một bộ trang sức duy nhất mà thôi. Ôi. Cái bộ này là của chị Lý Nhã Kỳ đó. Ngoại á thích quá, thấy quá đẹp, tinh xảo quá, phải nói chị Lý Nhã Kỳ bán lại cho ngoại để tặng cho con. Thiệt không ngoại? Con hiểu rồi. Là bà ngoại tặng cho con là cho muốn con lúc nào cũng có khí chất sang trọng quý phái đúng không ngoại? Đâu có. Ủa vậy chứ sao? Ngoại thấy là gả con đi rồi về thế nào con cũng ăn hiếp nhà chồng, là con tích nghiệp á. Tối về con lần sủi con giải trừ khẩu nghiệp. Thôi. Ông cậu của con là phải thương con nhất nhà. Tặng gì? Tặng cái gì? Đây. Ông cậu tặng quà là không có lan man được. Đâu? Tao tặng ké nè. Trời ơi. Thấy thương không? Cái hộp của chị mà. Thì em mua cái lượt này mắc cũng chết luôn, tiền đâu mà mua cái hộp này kỳ ghê á. Ủa nhưng mà tặng không cái lượt chứ vậy? Cái lượt này là làm bằng mã não. Là não ngựa đó hả con? Là, não ngựa là mày á. Ủa con giận. Cái mã não là cái ngọc. Mày đem cái mã não này mày chải lên đầu mày là tóc mày càng bóng càng mượt càng đẹp, mày hiểu không? Ôi quá trời. Răng long đầu bạc chứ không chơi. Mẹ tặng con vậy. Mẹ hả? Dạ. Trời ơi. Cái món quà mẹ tặng cho con nó vô cùng giá trị, không món nào bằng. Nhìn kỹ nha, phải cẩn thận nha mọi người ơi. Cẩn thận nha. Ôi đẹp quá. Mọi người nhìn đi. Một con heo bằng vàng. Trời ơi dễ con thương. Thấy không, trời đó coi nó bóng loáng nha, vàng nguyên chất nóng. Ông ánh đẹp vậy, sức đẹp không? Con thấy cái mặt nó phúc hậu nhân từ thật. Cười trời đó coi y như cái mặt của con luôn con gái. Thôi mẹ ơi, con cảm ơn mẹ nha. Con biết là mẹ tặng con heo này là mẹ muốn con lúc nào cũng ăn được ngủ được, rồi sau đó đẻ con cái đẻ cháu cho mẹ ông bồng đúng không? Đâu có, cái đó đâu cần ước. Mày vậy đó, mày là ăn được ngủ được đó. Đâu cần ước. Ý mẹ là con thấy con heo cái mặt nó phúng phính nó mập cỡ này nè, là cỡ con đó, con phải nhìn nó mà con giảm cân lại, hiểu không? Không ai thăm bằng mẹ tôi luôn á. Con này thôi bây giờ nè, ba món này là con hết nghi đó. Nhưng mà cái món này là con nghi nhất. Cái gì? Sao vậy con? Nè mọi người nhìn coi cái nồi đất. Ai mà đi đám cưới tặng này? Tao nè. Ô, tự nhiên tặng con nồi đất chi à? Đây mọi người nhìn đi, đây là cái nồi đất được làm bằng đất. Nó có cái nắp và cái nồi cũng được làm bằng đất. Màu của nó là màu nu da đất. Trời ơi. Chưa vui luôn á. Chưa vui luôn. Vậy con nói cái khác. Đây chính là tính vật định tình của dì và dượng. Nhờ có cái nồi này mà dì và dượng mới quen được nhau. Dạ. Mỗi ngày dì dùng cái nồi này nấu cho dượng con ăn. Trời ơi. Nhờ như vậy đó, tình cảm của dì dượng mới đầm thắm như vậy đó con. Trời, bây giờ con mới hiểu dì tặng cho con cái nồi đất là nói con với chồng con nồi nào ấp dung nấy, rồi sau đó hai vợ chồng con sẽ sống hạnh phúc trọn đời. Đâu có đâu. Nè con nhìn kỹ đi.
ở ngay cái góc nồi á, nó có cái chỗ mẻ đó, con thấy không? Đó là bữa trước dì với Dượng con cãi lộn á, mà dì cãi không lại, dì cầm cái này dì chọi thẳng vô Dượng con đó, nên dì tặng con cái này á, lỡ mà nhà chồng có ăn hiếp con lấy cái này con chọi bên đó. Chỉ sao mà nghiện dạy con tôi bậy bạ. Thôi thôi, qua cái món khác đi. Ớt nào mà ớt chẳng cay, cô giáo dạy văn. Gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng, ghen chồng chớ chạy vòng vòng, lấy ngay cái kéo cắt cái ơi. Ôi, cắt cái gì? Thì tùy lòng hảo tâm. Hay quá chị. Nhưng ngày em đi xuất giá, chị hai rất là thương em, tặng cho em cái kéo này. Kéo này được làm bằng sắt, bên ngoài có mạ vàng lóng lánh. Đó, cái kéo này là thể hiện một cái đức tính của người phụ nữ, là công dung ngôn hạnh. Em mai giá thiêu thùi thì chồng mới thương, chồng mới yêu. Em cảm ơn chị. Thôi, món nào cũng ý nghĩa hết trơn. Rồi còn vậy thì con biết cái nào mới là đồ giả? Tôi biết. Chú rể của con đó mẹ. Kính thưa gia đình thân mến, tôi đã mời tới đây một đội ngũ chuyên gia về lĩnh vực thao nhôm mũ bể cũng như nồi niêu xoong chảo. Tất cả đều có hết. Họ sẽ tìm ra đâu là đồ giả để qua bên nhà bên kia nói chuyện. Đúng rồi. Gia đình mình vô nghỉ ngơi, khi nào con hú một phát đi qua bên nhà trai nói chuyện liền. Rồi. Cảm ơn nhóm kịch Huyền Thoại. Khó. Anh thấy chưa? Lấy chồng làm gì để mà mình chuẩn bị kéo rồi nồi đất, phòng ngừa trường hợp cãi nhau ha. Em chọn ế là đúng. Ôi, lì dễ sợ lì. Không chi, không có cãi lại anh Giang đâu. Ông cho nữa. Có bóp rồi quên đi, qua cái vụ mà đồ giả đồ thật đi. Thưa quý vị và các anh chị thân mến, hiện tại trên sân khấu đang có 5 món đồ. Trong 5 món này có một món chúng tôi làm từ kẹo. Tất cả còn lại là đồ vật thật. Nhiệm vụ của chúng ta mỗi người phải đi tìm cho mình một món đồ mà mình tin rằng đó được làm từ kẹo. Ai chọn đúng thì được ăn cái vật đó và được chia đều 8 triệu đồng. Ai chọn sai và chọn ngay cái vật mà là đồ thật cũng phải cắn vật đó và không được tiền thưởng. Nhưng mà em khuyến cáo một điều là vì kẹo của chúng tôi làm rất cứng, rất chắc nên mọi người phải cắn rất mạnh. Nếu đúng kẹo thì nó rơi kẹo, còn không đúng kẹo nó rơi hàm răng. Đúng dạ, vậy. Đúng rồi. Bây giờ chúng ta đi đến cái vật đầu tiên là một cái nồi đất. Anh Giang à, anh có thể cầm cái nắp lên được không anh? Ủa mình có được sờ vô không anh? Hả? Dạ không. Không hả? Phải em muốn sờ không? Xa mà ngó thôi à, em muốn. Em muốn sờ, muốn hửi, muốn bẻ luôn không? Có. Vô phòng kế toán lấy tiền về luôn. Thứ hai là một con heo mạ vàng. Thứ ba là chiếc lược. Và thứ tư là một bộ ngọc. Và cuối cùng là một chiếc kéo mạ vàng. Khó quá à. Bắt đầu ngáo rồi đó. Thật sự là em cận nữa, em không mấy thấy em được. Ơi, thật ra là các nghệ nhân của chương trình nó có một cái bàn tay kỳ diệu lắm. Họ làm những cái đồ mà mình không thể nào tưởng tượng được là làm từ kẹo. Anh đã từng phan một chiếc dép rồi, bây giờ anh chọn lần lẫn đó. Đúng rồi đó, cho nên là rất là khó luôn, cho nên là phải quan sát thật là kỹ nha. Thật ra hồi nãy khi mà cái con heo á, khi mà cái đội kịch cầm lên á, em thấy là rõ ràng nó có sức nặng. Rõ ràng nó có sức nặng thì kẹo chắc chắn nhẹ hơn vàng. Thì là lúc cầm không thể nào cầm bằng một món cũng được mà. Tại vì cái vỏ này nó bình thường thôi mà. Nó chỉ là mạ thôi hả? Mạ phải nguyên một cục hả? Tại vì thật ra thường là những cái mà kẹo á, mà làm hình nhiều á, thì nó sẽ có những cái gọi là bắt mắt. Đúng rồi. Đẹp, thu hút. Thì với cái nồi đất thì các bạn nhỏ nếu mà để ăn kẹo với cái nồi đất thì chắc bạn không ăn đâu. Bạn nhỏ nào em? Ở đây bạn nào cũng lớn hết trơn, không mà nào nhỏ. Thì em nghĩ rằng là với con heo bắt như vậy á, thì em nghĩ con heo đó làm bằng kẹo hoặc là cái kéo, một trong hai cái suy nghĩ đó. Nhưng mà nhiều khi chương trình đánh lừa chúng ta. Đúng đó. Đúng rồi. Đưa một cái nồi nhìn nó cũ kỹ, nhìn nó đơn giản vậy thôi, và chúng ta nghĩ rằng ôi cái đó dễ ẹt, ai làm cũng được, giống như con nít chơi nặng đất sét dễ dàng thôi mà. Đúng, đúng không rồi. Mình chọn ngay những cái tinh xảo kia, nhưng mà thiệt ra cuối cùng cái đơn giản nhất mới là cái đồ vật làm từ kẹo đó. Em thấy cái lược nó cực kỳ đơn giản và không có bắt mắt. Mọi người nhìn đi. Em thấy nó có gì đâu kỳ xảo lắm ấy. Nếu như cái lược mà nó bình thường dạ, thì cái răng nó phải thẳng đúng mới rồi, chải đầu được chứ đúng không?
em vẫn nghĩ cái đó mới là kẹo đó. Chứ cái mã vàng em thấy nó không khả thi lắm. Em á thì theo em thì em đang đắn đo giữa cái kéo á với lại cái nồi đất á. Cái màu của cái nồi đất nó không giống như cái màu của nồi đất lắm, nó hơi rêu rêu. Với lại hồi nãy á, lúc mà em thấy mà cái người diễn viên á họ diễn á thì cái nồi đất nó không có nhúc nhích gì hết, thì em nghĩ là cái đó cố định. Nhưng mà thường á bánh kẹo người ta sẽ dính chắc luôn, còn nếu mà cái nắp nó rời á thì rõ ràng là nó sẽ lung lay một xíu. Chị Lý Nhã Kỳ nhìn đồ rất hay, sẽ biết được đâu là đồ thật, đâu là đồ giả. Nhưng mà giờ trước hết Kỳ hỏi bây giờ tiền thưởng là 8 triệu. Nhưng dạ, nếu tiền làm răng thì mất bao nhiêu để mình cộng trừ? Tại vì cái của một người dân nhưng là mình phải tính cơ cơ hiệu quả không đã. Nếu thì... mà cái tiền làm răng nguyên một hàm mà nó mắc hơn 8 triệu thì thôi mình đi về, khỏi cần đoán nữa. Sao Kỳ vậy Kỳ? Em bị bệnh nghề nghiệp. Còn với lại Vang, em hỏi con heo nếu mà mua ngoài thị trường là bao nhiêu để em tặng cho anh Trường Giang, vì năm nay là năm con heo vàng mà ảnh sắp có con mà cái gì vậy? sao chị biết? Chị đọc báo thôi, chị không biết cái đó có thiệt hay không, nhưng mà hồi nãy ảnh cầm con heo vàng với cái bộ đồ là chuẩn luôn, bác phát bao lì xì, cầm con heo vàng, anh hợp phong cách này luôn á. Mình có thù oán gì không chị? Lúc đầu anh giới thiệu em đã thù rồi. Anh ghi nhận lại chút xíu đi. Anh thay mặt dòng họ gia đình anh xin lỗi em. Dạ em phân tích đi Kỳ, em thấy trong năm món này em khả nghi món nào? Em nghĩ cây kéo. Hồi nãy anh khi mà anh suy nghĩ anh chỉ nghĩ rằng là cái nào là kẹo thôi, nhưng mà theo như chị Kỳ nói về răng học á thì mình nên suy nghĩ lại, nếu cái răng anh mà cắn vô con heo đó chắc cũng bể à. Nhưng mà còn cái trang sức của anh, cái hộp là tí nữa phải thử luôn cái hộp hay là mình móc trang sức ra mình ăn? Tùy hỷ chị thôi à. Muốn ăn gì ăn. Không. Anh muốn em, có nghĩa là thử thì mình sẽ thử trang sức là giả hay là cái hộp là giả anh? Em muốn làm gì làm, anh đâu dám nói gì. Đi ra thấy sao? Là gì anh? Là anh chọn món nào? Anh sẽ chọn cái kéo. Nếu như là một cái món đồ vật làm từ kẹo thì cái người mà cầm cái món đồ đó thể hiện á, họ sẽ nâng niu lắm. Nhưng cái bạn mà cầm cái nồi, bà thờ ơ lắm. Rớt một cái bể cũng không sao. Thì anh nghĩ rằng nếu như là một cái món đồ mà làm từ kẹo thì chương trình cũng sẽ phải dặn dò, cũng phải nhắn nhủ chứ, đúng không? Em ơi cẩn thận, em ơi cầm coi chừng nó xúc nó bể, nó lòi ra làm sao. Đó là cái thứ nhất. Cho nên anh loại cái nồi. Cái bạn mà cầm cái hộp cái kéo đó cũng vậy. Ủa vậy hả? Cầm thờ ơ lắm. Cho nên là anh cũng không có nghi ngờ cái kéo. Ba món còn lại là ba cái món anh khả nghi. Vậy em nghĩ trang sức á. Tại vì cho dù trang sức giả đi nữa thì em thấy cái màu xanh cẩm thạch này nó bị nhạt nhạt. Em ơi đồ ngoài chợ mình nó vậy đó em. Ủa vậy hả? Sao mình khó nhỏ tư vấn tiếp em bị rối luôn vậy? Thì đó. Em cũng bị lung lay luôn rồi. Em thì từ đầu em đã xác định rồi là cái đồ cài, cái tóc. Cài tóc. Dạ em thì em thấy có cái cảm giác là đó là mới là kẹo. Nghĩ là Harry kiếm cái nào dễ cắn hơn á, đúng với không? Chọn cái nào dễ cắn hơn. Tính có kinh nghiệm rồi. Có kinh nghiệm. Dù có sai đi chăng nữa thì dạ, nó vẫn nhỏ, không có làm gãy răng. Người có kinh nghiệm có khác, chọn cái dễ cắn nhất đúng không? Đây. Đã rất kinh nghiệm rồi. Anh Trường Gia sẽ nếm thử một trong năm món đồ này, xem coi món đồ nào là từ kẹo. Không, cắn thử đi em, nếm chi cắn. Vô phòng kế toán lấy tiền luôn. Giờ mọi người muốn Trường Giang nếm thử cái nào? Cái kéo. Ủa nó nghe nè em ơi, bây giờ Giang nếm thì mình cũng có cảm nhận được đâu. Nhưng mà mọi người ơi, mọi người phải cho anh Trường Giang thể hiện mình đi chứ. Vậy nè, nếu mà muốn thử em đi nghi ngờ cái kéo phải không? Thì vậy nè, đưa cái quạt của Nghị lên kêu cầm kéo cắt thử có đứt không? Trời ơi, vô phòng kế toán lấy tiền luôn. Bây giờ thay vì anh Trường Giang thì Ngân làm được không? Ngân thì chị có thể tin đó. Ngân ơi, Ngân làm đi. Dạ, chị muốn em thử món gì ạ chị? Cái nồi đất. Cái nồi đất, đúng rồi. Nếu mà Ngân thử thì thử. Xin mời. Thử thêm. Mạch nguy hiểm kìa. Trời ơi, thơm lắm luôn á chị ơi. Thơm. Mùi thơm, thơm là thơm sao? Em nói dối kẹo. Em nói dối giả lắm luôn á. Thề luôn á, em nói dối giả lắm. Em diễn rất thật. Nếm thử đi. Liếm đi.
trời ơi, em nghĩ chắc chắn nè. Thấy không? Thấy cái lưỡi liếm gớm gớm không? Ừ, dạ, thấy cái lưỡi liếm chính xác. Gớm gớm không? Đâu dám. Loại cái nồi. Rồi, em rồi 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 xong. Cái đó không phải là kẹo. Khoan 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 đợi xíu. Coi cái nồi nó có bài màu không? Có bài màu. À, có bài màu anh ơi. Không, khả năng cái nồi sao ta? Không, bây giờ em lại được loại trừ cái lục cái nồi rồi đó. Cái nồi hơi chua à. Đi qua bên kia. Mình làm người ta tin là mình phải làm cho tới. Liếm cái gì? Lại nguy hiểm. Ủa là rồi. Ủa chị vậy thôi đó anh. Thì bé cầm nó lên rồi vậy thôi đó hả? Ủa? Vậy thôi đó em. Đó. Ủa, ngửi mà nó thơm dữ vậy hả? Thơm lắm em. Ôi dạ, cái kẹo thơm lắm. Rất thơm chị ơi. Nhưng mà em xin nói lại là trong năm món đồ này, món đồ nào cũng thơm mùi kẹo cả. Em ơi, chị tưởng là em có thể giúp được mọi người chứ? Ừ, dạ, em đưa mọi người vào bế tắc nữa rồi đó. Ờ, là em liếm cho nó sạch sạch cái nồi lớp rồi. Anh Giang sao nhìn giống như anh đang đi nghiên cứu cổ vật quá vậy? Vậy là loại cái đó đó nha em. Dạ hả, có ý đồ rồi hả? Vậy là loại đó. Ừ. Cái kẹo nó cứng lắm, không thể nào mà dễ dàng nát như vậy được. Đúng rồi, để đúng em rồi. Và chương trình chương trình con chẳng là phải cắn mạnh nữa thì chắc chắn nó rất là cứng. Thôi em thì xác định, Harry xác định là cái đồ trang trí, cái lược. Cái lược đúng không? Dễ cắn, và nó dễ cắn lắm anh. Vâng. Harry ơi. Ôi sao nó bông liền vậy? Harry. No. Harry ơi, em có nhìn cái độ trong của cái thân lược hay không? Đúng, đúng rồi. Em vừa mới thấy à. Nếu mà là kẹo thì em nghĩ coi nó có xuyên qua được vậy không? Dạ. Có kẹo gương á. Đúng, kẹo gương vẫn nhìn xuyên qua được. Em ơi, từ bữa giờ chương trình mình chưa hề xài kẹo gương. Dạ, chưa có. Hôm nay xài kẹo đường đúng không? Hôm nay xài đó. Nó sẽ rất là dễ vỡ. Hồi nãy anh Giang chỉ cầm có hai ngón thôi. Đúng. Ồ. Em nghĩ một mà em không nghĩ 10. Sao em không nghĩ là phía sau này có một cái thanh ngang để không bị gãy? Đúng rồi. Hồi nãy em đâu cái chuyện hết mà có thanh đâu. Ngang ở phía sau là có kẹo. Nó làm nhưng có. Mà tại vì em đã thấy kẹo gương đó rồi, nó rất là dễ bỏ. Không bàn cãi nữa, mời chị Thiện chọn. Ờ, năm sau là nghĩ là năm may mắn chọn con heo. Em nhìn thấy là cái hạt á nó không có được tròn. Nó và không nó không có được đều. Và sợi dây nó không có được linh hoạt. Đúng rồi, sợi dây nó linh hoạt, nó cứng. Nếu như mà em soi về cái độ tròn thì cũng không có chính xác. Dạ. Là bởi vì những cái sâu chuỗi bên ngoài họ làm cũng đâu có tròn đâu. Không. À, nhưng mà vậy nè. Nó giả, nhưng mà có giả cỡ nào đi nữa nó vẫn phải có độ tròn và nó có độ mềm mại. Còn này nó cứng thiệt. Màu này em thấy không ổn. Em nghĩ cái giọng của anh nhiều khi làm trang sức tổ cũng phù hộ anh, mình chọn trang sức đi. À, em sẽ chọn theo anh Chí Thiện, đó là con heo. Em giỏi cái là em rất là tiếp thu nhanh. Và theo lời những nữ doanh nhân chị Kỳ. Và chị Kỳ rất là cũng giỏi về cái đồ trang sức. Trang sức, đúng rồi em. Đấy, nên em chọn nó. Trang em sức. Chọn trang sức. Suy nghĩ, Ngân nói rằng Ngân biết em sẽ chọn cái gì. Em nói thử coi. Anh chọn em. Trời ơi. Đây là chương trình ô hay gì thế này, chứ không phải là chương trình đi tìm tình yêu. Anh thấy Ngân giống như giờ nó vả quá luôn. Thấy bị động. Thật ra là cứ quơ vào, dính được miếng nào vui miếng đó vậy đó. Chị thôi mà... anh tin em đi, nếu anh tin em anh hãy chọn cái nồi. Em yên tâm, sau chương trình này anh sẽ có một cái gì đó chiếu cố cho em. Trời ơi. Cái gì hả anh? Anh nói thiệt mà. Sự lựa chọn của em, em nghĩ là bộ trang sức á. Trang sức là cái kéo hả? Dạ, yeah. Và em muốn để cho cái sự lựa chọn đó là của chị. Không sao, nếu chị thắng, chị với Harry sẽ chia với em. Là không chia với đại nghĩa nữa, là mỗi người được 2 triệu. Chứ là ổn. Nói vậy thôi chẳng. Em ơi, chứ anh với Harry là ngồi cho góp mặt cho vui thôi. Chứ không có dính líu với tụi em hết trơn. Đợi anh là cố vấn mà. Em chọn cây lược. Trước khi Lý Gia Kỳ chọn. Cái gì vậy trời. Anh Giang, anh có phải anh biết em. Anh biết là chị chọn nên anh cứ quen tới việc thứ hai là sao giúp chọn đi. Đúng là chúng ta thù nhau từ lúc bắt đầu. Bẻ được, nghĩa là kẹo.
đủ vậy. Vậy mình đâu cần chọn. Có sao không anh? Anh nói không được nữa. Diễn quá trời diễn. Chương trình của mình thật ra là Trường Giang cũng diễn rất là nhiều. Nhiều khi trong diễn lại là có cái diễn nữa. Thấy không? Tức là diễn vậy mình sẽ nghĩ rằng ô diễn kẹo đó chọn đi. Hôm nay rất là ưu ái Lý Gia Kỳ luôn á. Dạ. Thiệt. Vậy em chọc vào trang sức. Anh đã nói ngay từ đầu mà anh là người loại dần những cái món đồ không còn khả nghi nữa. Và cuối cùng anh là người lại chọn cái bộ trang sức đó. Xuân Nghị chọn là cái lược. Hai bạn còn lại là Giang Trinh Nhi và Chí Thiện chọn là con heo. Chúng ta đi tìm kết quả sau vài phút giải lao. Trở lại với chương trình Ô hay gì thế này. Và hiện tại mỗi người chơi đều đã có đáp án của riêng mình rồi. Nhưng để xem coi đáp án đó đúng hay sai, thật hay giả thì chúng ta sẽ biết được ngay bây giờ. Trời ơi. Mời Harry lên đây. Dạ. Bây giờ anh sẽ cho em thử cái món đồ mà em đã chọn để xem nó là thật hay là giả. Là trang sức. Là món trang sức đúng không? Dạ. Sau khi thử xong im lặng và không nói gì được không? Dạ được, 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 được. Em chơi uy tín lắm. Em chơi uy tín. Được, em uy tín lắm. Em không nói em có thể nhìn chị mà đúng không? Dạ cái mắt em không có thấy gì hết chị ơi. Em có thể ngậm không cần nhai. Dạ. Hiểu không? Dạ. Mình có mấy cái trang sức. Em nhiều lắm. Nhiều lắm. Hả miệng. Tiền luôn á anh Giang nè. Ngắm. Và không nói gì. Và không nói gì. Không nói gì luôn á, sao biết cảm giác được. Để ở dưới lưỡi. Để nó ở dưới cái lưỡi á. Cái chừng chị nuốt luôn em mới thấy chị nuốt xuống kìa. Đừng có nuốt nha. Mời Gia Gia Trinh Nhi. Đập. Kéo. Anh Chí Thiện nữa anh. Anh Thiện, anh Trung mà. Khỏi đi, em thử trước giùm anh đi. Không, anh Thiện. Hồi nãy em chọn cái gì nè? Em chọn con heo chung với anh Thiện mà. Chọn con heo đúng không? Dạ. Để anh lấy con heo cho em ăn. Anh Thiện không lên hả? Kỳ vậy. Chết rồi, ông lấy nguyên con ra, ông bẻ không được. Ông lấy nguyên con ra đưa em á. Là con heo đúng không? Nguyên con heo luôn. Thiện, lên đây em. Ngân tôi à, tiêu rồi. Em. Hồi nãy chú Nghị chọn gì ạ? Cái lược. Cái lược dạ. Ngon. Rồi, ông không thấy đường rồi đó. Nhưng mà cái hàm bên này nó không khỏe bằng hàm bên đây. Đấy, hàm bên đây nè. Không ai quan tâm luôn á Thiện. Ồ dạ, hàm bên tâm em. Chứ sao gì là chiều nay em cũng đi bác làm sĩ ra hay là hoa thương. Ở đây đâu? Ồ, thơm vậy? Thơm vậy? Thơm quá nè. Thơm lên đứng đây nè. Hồi nãy em nghe mùi gì rất thơm đúng không? Đúng, 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 chính xác. Mùi kẹo. Đúng rồi, mùi kẹo. Nhìn về Lý Nhã Kỳ. Tại á. Và chuẩn bị. Ê, coi chừng hai đứa cắn nhau luôn á. Một, hai, hải miệng, hả, cắn. Năm sau là nghĩ là năm may mắn chọn con heo. Em sẽ chọn theo anh Chí Thiện đó là con heo. Em chọn cây lược. Mạnh lên, mạnh lên, mạnh lên. Mời anh Đại Nghĩa Lý Nhã Kỳ. Em
thắng rồi. Thắng rồi, em thắng rồi hả? Em thắng rồi hả? Ok, em không cần nói gì hết. Em cứ bắt lại đi. Em bị bắt lại đi. Em thắng rồi. Em biết qua rồi, mình nghề nghiệp mà. Đúng rồi. Kinh doanh kim cương. Em ơi, em bán hộp xoàn khác em ơi, còn này đồ giả như kiểu khác em ơi. Em cẩm thạch nữa. Bớt trò chuyện lại. Em mừng quá, em lời. Em bán hộp xoàn nó khác. Còn cẩm thạch mà cẩm thạch chợ Bến Thành chợ An Đông nó khác em ơi. Hả mẹ? Không, em sợ. Hả miệng. Ủa sợ sao nghe nó kêu đồn đồn như đá thiệt vậy? Vậy đó. Nghe nó kêu như đá thiệt vậy đó. Hả miệng. Anh hạ lớn này mà nha. Mà phải khoan. Phải cái tao chuỗi trong cái hộp thấy không? Tao chuỗi nè, anh em biết em nghe chưa? Ủa cá kỳ ơi kỳ. Nè, sợ là cái bàn gian bỏ qua bỏ lại giết. Nghe em thắng, nghe em thắng kìa. Ờ, tôi nghe cái tao chuỗi không phải tao chuỗi nãy. Không, nói đó anh. Rồi phải không? Có một cái anh thả to ra nha. Em. Hả miệng. To nữa anh, to. Hả miệng. Hả có hết cỡ. Thấy cái màu xanh cẩm thạch này nó bị nhạt nhạt. Vậy em chọn bộ trang sức. Anh đã nói ngay từ đầu mà anh là người loại dần những cái món đồ không còn khả nghi nữa. Và cuối cùng anh là người lại chọn cái bộ trang sức đó. Hả miệng. Ngon, ngon. Dạ liệt. Đồ thiệt. Nói như vậy nó là thiệt. Không, ý anh nói là giả. Giả hả? Em nói là đây là giả. Đây là cái nắp. Cái nắp. Anh nè, em. Nè, cắn cái này, cắn cái này. Cắn. Anh lên. Cắn anh lên. 8 triệu có đủ làm răng không? Đủ em, đủ. Cắn đi. 8 triệu đủ làm răng không? Cắn anh lên. Đó. Đó. Mình lời nè, mình lời. Trời ơi, quý vị ơi, cái răng bả ghê không, cái răng bả này. Cái răng bả Lý Gia Kỳ nè, cắn bể cái nắp của người ta luôn. Ê, hồi nãy em nói thiệt cái này là giả đó, em quýnh quá. Đúng là nghề nghiệp, có nghề nên nhìn mọi vật khác liền. 8 triệu thuộc về Lý Nhã Kỳ. Thấy người ta làm giống không? Giống. Mấy người kia đâu biết đâu, tại không có nghề. Em không có nghề, em có nghề. Bây giờ chúng ta cùng xem clip để xem mà nghệ nhân đã làm điều đó khó như thế nào.